Bác sĩ đông y chia sẻ bài thuốc từ cây mã đề rất hữu ích, gia đình nào cũng nên thủ sẵn. Mùa hè là thời điểm bùng phát dịch bệnh, trong đó có các bệnh về đường ruột do vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo. Bài thuốc đơn giản từ cây mã đề này là một bảo bối nên có. Viêm đường ruột cấp tính, một nắm lá mã đề là khỏi. Viêm đường ruột cấp tính là căn bệnh xuất hiện phổ biến hơn vào mùa hè và mùa thu. Triệu chứng dễ nhận biết nhất có thể gặp là buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy thường xuyên kèm theo đau bụng, sốt, toàn thân đau nhức. Mùa hè cũng là thời gian cao điểm của các bệnh về đường ruột do ăn uống thiếu an toàn và thực phẩm kém vệ sinh, dễ hư hỏng. Đồng thời, các bệnh về viêm nhiễm, tiết niệu cũng tăng cao. Khi các triệu chứng viêm ruột cấp tính trở nên nặng hơn thì nên đưa người bệnh đi khám ngay ở các cơ sở y tế để không làm ảnh hưởng bất lợi đến quá trình điều trị. Trong trường hợp bệnh còn nhẹ, đơn giản, mới chớm thì có thể áp dụng cách điều trị hỗ trợ đông y. Bác sĩ Lưu Di Trung, chuyên gia dưỡng sinh đông y Trung Quốc, phó hội trưởng Hội Trung y học Trung Hoa và bác sĩ Vương Thế Bửu, chủ tịch Hội chuyên gia Bệnh viện Nhân dân số 2 Cam Túc, Trung Quốc giới thiệu bài thuốc đơn giản từ cây mã đề. Thành phần bài thuốc: cây mã đề tươi 500g, rửa sạch cắt ngắn, giã hạt xay, ép thành nước cốt còn khoảng 150ml, chia thành 4 lần uống, trung bình chỉ cần uống từ 1 đến 3 ngày là khỏi bệnh. Vì sao nên uống lá mã đề? Bệnh viêm ruột cấp tính phần lớn xuất phát từ thói quen ăn uống thiếu lành mạnh hoặc mất vệ sinh, làm tổn thương dạ dày và đường ruột, gây ra các rối loạn chức năng cơ quan tiêu hóa, từ đó dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Cây mã đề được đông y đánh giá cao như một loại thảo dược quý. Tác dụng chủ yếu của mã đề là lợi tiểu, thanh nhiệt, sáng mắt. Các chuyên gia đông y thường dùng cây mã đề để làm dược liệu chữa các bệnh đơn giản như bí tiểu, tiểu không thông, viêm nhiễm, âm đạo tiết dịch, nước tiểu ra máu, vàng da, phù nề, kiết lỵ do nhiệt, ho, viêm loét da. Có một số tác dụng kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả. Trong cuốn sách đông y nổi tiếng của Trung Quốc, Bản thảo hớ ngon, có ghi chép rằng cây mã đề là một vị thuốc dùng đến đâu, lợi đến đó. Có thể giảm các chứng ứ nước, phù nề, lưu thông khí huyết, tốt cho xương khớp, hỗ trợ vận động linh hoạt, có tác động đẩy nhanh quá trình chữa lành các bệnh. Ngoài ra, cây mã đề có tác dụng lợi tiểu mạnh mẽ, nên thường được dùng để điều trị các bệnh liên quan đến viêm nhiễm, kháng khuẩn, tiêu viêm nhanh chóng. Cần lưu ý rằng, cây mã đề thuộc tính hàn lạnh, nó được khuyến khích sử dụng với số lượng thích hợp và đúng cách. Những người có thể chắc lạnh, đang có bệnh về chức năng dạ dày và lá lách thì không nên sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Một nắm rau càng cua sẽ giúp đàn ông, phụ nữ chữa hết tiểu đường, đau lưng nhức mỏi. Hôm trước mẹ chồng ngồi bắt vào chơi, mình có làm món gỏi rau càng cua trộn thịt gà cho mẹ ăn. Mẹ tròn mắt bảo, cái cỏ này cũng ăn được à? Ngồi bắt đầy ra mà, có ai biết ăn đâu. Không ngờ khi ăn vào, vừa ngon, vừa mát vị thanh thanh ở miệng. Nghe mẹ khen mà em nở cả mũi, được lời như mở tấm lòng. Em kể tiếp cho mẹ nghe về công dụng tuyệt vời của rau càng cua mang lại cho sức khỏe mà ít người biết đến lắm ạ. Nhìn gọng rau mỏng manh vậy thôi, chứ nó có công dụng chữa bệnh hay lắm đấy. Hôm trước, ông chồng bị viêm họng, ho đến sốt ruột. Em ra chậu cây kiểng trước sân, vừa nắm rau càng cua, ép lấy nước cho anh ấy uống vài lần là khỏi. Không cần phải uống kháng sinh, thuốc men chi cho mệt. Ngoài viêm họng, rau càng cua còn chữa được rất nhiều bệnh tật khác như 1. Chữa viêm họng, khô cổ khản tiếng. Dùng 50-100 rau càng cua rửa sạch, nhai ngậm hạt xay nước uống. Dùng liên tục trong 3-5 ngày. 2. Hỗ trợ đái tháo đường. Rau càng cua rửa sạch 100g, bắp giấm, chanh, thịt ép, chiên bột 100g, ăn từng vài lần. 3. Chữa thiếu máu. Rau càng cua 100g,
rửa sạch, vớt giấm, thịt bò, cho gia vị vừa đủ. Xào chín tới, trộn đều ăn 3 lần trong tương. 4. Chữa tiểu giấc, tiểu khó. 150-200g rau càng cua ăn sống hoặc nấu nước uống, uống khoảng 5 ngày. 5. Chữa đau lưng, cơ co rút. Dùng 50-100g rau càng cua sắc uống mỗi ngày. 6. Chữa nhiễm khuẩn, đầu ngón tay, chín mé. Rau càng cua 100-150g, sắc uống trong, bã đắp ngoài. 7. Chữa ngoài da khô sần, mụn nhọt lỡ ngứa, vết thương lâu lành, rau càng cua ăn sống hoặc xay nước uống, giả đắp ngoài. Không chỉ dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, rau càng cua còn là một vị thuốc chữa nhiều bệnh như cảm mạo, hoài hen, tăng huyết áp, ăn không tiêu. Các nhà khoa học đã phân tích và chứng minh rau càng cua tuy cung cấp nhiều chất nhưng lại ít năng lượng, thích hợp cho người giảm béo. Trong rau chứa rất nhiều sắt nên thích hợp cho người thiếu máu. Ngoài ra, trong 100g rau càng cua chứa 92% nước, 34mg phốt pho, 277mg kali, 244mg canxi, 62mg magie, 5,2mg vitamin C, có tác dụng hỗ trợ tim mạch, huyết áp, chữa bệnh đái tháo đường, táo bón. Còn trong đông y, rau càng cua có tác dụng bổ âm huyết, thanh nhiệt, giải độc, thông ứ, trị thống, lợi tiểu tiện. Là món ăn bài thuốc rất thích hợp, chữa trị nhiệt miệng, khô khát, mụn nhọt lỡ ngứa, táo bón, chứng thận hư, âm hư, tiểu bút gấp và đau mỏi cơ khớp do phong nhiệt. Rau càng cua đảm bảo rất sạch sẽ vì chúng thường mọc hoang ở những nơi như chậu cây kiển hay những nơi ẩm ướt. Nhà em lúc nào cũng có vài chậu rau càng cua trước sân dùng để làm món ăn như trọn gỏi thịt gà, bò xào xong ăn kèm với rau càng cua hoặc rau càng cua bắp giấm ăn với trứng luộc. Và điều đặc biệt là để chữa bệnh cho cả nhà. Khi đọc xong bài viết này, các chị nhớ thủ sẵn cho mình một chậu rau càng cua nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, loại nước đâu cũng bán trong mùa hè này lại có tác dụng với sức khỏe đến thế. Mỗi ngày một cốc nước này, bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều, đặc biệt là trong ngày hè nắng nóng. Nước mía ép có thể mang lại lợi ích lớn đối với sức khỏe. Đó là lý do vì sao người Ấn Độ rất thích nhâm nhi nước mía nhiều lần trong một ngày nắng nóng. Dưới đây là những tác dụng của nước mía mà bạn không ngờ tới. 1. Bổ sung điện giải. Vào mùa hè, bạn hay bị mất nước thường xuyên. Nước ép mía có thể làm bạn phục hồi lượng nước nhanh chóng. Nó bổ sung chất điện giải cho cơ thể vì nó chứa mangan, sắt, kali, magie và canxi. 2. Người tiểu đường có thể uống nước mía. Ngay cả khi bạn bị tiểu đường, bạn có thể uống nước mía ép vì chỉ số glycemic của nó thấp. Nó không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Tuy nhiên, cũng nên cẩn trọng khi uống nhiều và tốt nhất là nên hỏi bác sĩ. 3. Ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư. Mía chứa một chất được cho là chất có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, có tên là flavonoid. Một số nghiên cứu cho rằng nước ép mía có thể làm hạn chế sự lây lan của ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. 4. Cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nước ép mía có chứa glucose, cung cấp cho bạn năng lượng khi bạn bị mất nước trong khí hậu nóng bức. Nếu bạn đang ở mùa hè thì đây là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. 5. Giảm nhiễm trùng đường máu. Nước mía có chứa các tính chất kháng sinh tự nhiên, có thể làm dịu nhiễm trùng, đường tiểu và tốt cho chức năng thận. 6. Tốt cho hệ tiêu hóa. Trong nước mía có chứa kali, tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Loại nước này cũng có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng dạ dày. Bạn hãy tận dụng trong mùa hè này. 7. Tăng tốc độ phục hồi của bệnh vàng da. Những người bị bệnh vàng da nên tận dụng nước mía vì nó có thể làm tăng tốc độ phục hồi của những người bị bệnh này và cũng có thể bảo vệ gan khỏi hư hại.
Vì nước mía có nhiều tác dụng như vậy và là loại đồ uống phổ thông, giá rẻ lại có nhiều trong mùa hè, nên nhất định chúng ta phải tận dụng.